đây chuẩn bị mình lên cái cầu này đó, mình sẽ thấy được cái đường âm kia. Cái đường âm lớn nhất ở miền Tây. Hai bên là đường ở đây còn đang xây dựng dang dở, chánh điện đổ rất là lớn. Còn những dàn giáo đây nè. Đây là chùa Hưng Thiền, còn gọi là chùa Đông Hải Quan Âm. Ở đây có hàng cây rất là đẹp. Xa xa có một cái thùng rác, cũng rất là vệ sinh, nhưng mà cũng nhiều người xả rác lắm. Một buổi chiều im ả. Đây, tên chính thức là tên chùa Hưng Thiện, xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Có hai hàng tượng Quan Âm hai bên và chính giữa đây là cận cảnh tượng Quan Âm cao nhất miền Tây. Thường là người ta sẽ đi đò vô đây. Trước phía trước có những cái hàng quán bán đủ loại hết, đồ cúng rồi đồ ăn, chuỗi, gạo rồi đó, hàng dài đó.